Hello Đại Đình, chào mừng Đại Đình đến kênh Ông Tính Trần Vlog nha. Thì lời nói đầu tiên, Ông Tính Trần Vlog này xin chúc Đại Đình lúc nào cũng luôn bình an trong cuộc sống và tràn đầy hạnh phúc nhé. Thì ngày hôm nay khi mình có làm một món mới nữa là cặt heo xào với gừng với lại các ba vị nha cả nhà. Đó. Thì cặt heo này thì mình đã rửa sạch rồi, mình chỉ cắt ra mình xào thôi. Ngày hôm nay khi mình làm clip này á, rất là đơn giản luôn cả nhà, mà nhanh nữa. Thì cả nhà cùng đón theo dõi mình nhé. Thì thành phần cặt này thì mình sẽ dùng mình mua ba trái. Còn nguyên liệu thì gồm có gừng nè, đó gừng đây, và tiếp theo nữa là một muỗng bột ngọt và một muỗng cà no, hai muỗng đường. Và chúng ta cho hai muỗng rượu cả nhà, lát nữa chúng ta xào á thì chúng ta cho rượu vào. Tiếp theo nữa thì chúng ta cho một muỗng dầu hào thôi cả nhà. Thì cách làm cặt này thì mình đã rửa rồi, thì chúng ta đã cắt ra như thế này nè, cắt ra chúng ta bỏ những thành phần mà lớp nhớt ở trong đây đó. Thì rửa bằng cái này thì rất là dễ luôn cả nhà. Thì chúng ta sẽ cắt này ra, cắt phần bên trong của phần cắt nhờ cả nhà, thì nó sẽ không bị tanh và không bị hôi cả nhà. Tiếp theo nữa thì mình sẽ cắt ra từng miếng nhỏ, rồi lát nữa mình sẽ xào cả nhà. Cả nhà cùng đón theo dõi mình nhé. Đây là những thành phần nguyên liệu của mình. Đây. Và đây là cả nhà ơi, thì mình đã sắt xong. Thì tiếp theo nữa thì mình sẽ trụng bằng nước sôi cho nó sạch hơn nữa cả nhà. Đó. Cả nhà đón theo dõi mình nhé. Thì mình sẽ cắt từ miếng như thế này. Nó cho vừa miệng mình ăn thôi ha cả nhà. Đó. Rồi tiếp theo nữa thì chúng ta sắt cho nó đẹp đẹp á. Cho có khe 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 như thế này nè. Đó. Lát nữa nó chín lên thì nó sẽ đẹp đẹp cái miếng mình ăn hơn ha cả nhà. Thì tiếp theo nữa thì mình sẽ trụng nước sôi sơ ha cả nhà. Cả nhà đón theo dõi mình nhé. Đây cả nhà, thì mình sẽ cho vô một cái mâm, mình sẽ chế nước sôi lên, mình sẽ trụng sơ nó, rồi mình sẽ đem vào bếp mình xào ha cả nhà. Cả nhà đón theo dõi mình nhé. Rồi mình sẽ chế nước sôi lên ha cả nhà. Đây nước sôi này mình đã nấu sẵn rồi. Đó, mình trụng nó trong vòng khoảng từ 2-3 phút gì thôi. Rồi mình sẽ chắc ra. Ha cả nhà lưu ý nha. Cho nó sạch hơn và mình ăn hơi cũng hơi mạnh miệng hơn cả nhà. Đấy. Thì tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ chắc nước ra rồi để cho ráo. Rồi chúng ta sẽ cho vào chảo xào ha cả nhà. Cả nhà đón theo dõi mình nhé. Ta bắt cái chảo lên đó và chúng ta bật cái bếp lên. Thì hồi nãy thì chúng ta sẽ cho cái phần cặt heo á cả nhà, cho nó khô nước, tại hồi nãy chúng ta trụng nước sôi á, cho nó sạch hơn và đừng có tanh hơn cả nhà. Đấy. Thì chúng ta sẽ tiếp theo nữa, chúng ta sẽ cho dầu ăn vào cả nhà. Thì chảo chúng ta đã nóng thì chúng ta cho dầu ăn vào. Cái món này rất là dễ dàng làm luôn cả nhà. Thì cái nhà cứ theo dõi clip của mình đó, chắc chắn là cả nhà sẽ làm được. Chúng ta sẽ cho dầu ăn vào cả nhà. Đấy. Cái món này rất đơn giản, rất là dễ làm luôn. Mình nghĩ là chắc chắn ai cũng sẽ biết làm cả nhà. Thì sau đó mình sẽ cho dầu vào và đợi dầu cho nó nóng lên. Thì mình sẽ tiếp theo nữa là mình sẽ cho gừng vào cả nhà ha. Rồi chúng ta cho gừng vào cả nhà. Đây chúng ta cho gừng trước, chúng ta cho gừng vào trước. Gừng thì chúng ta, các bạn nào muốn ăn nhiều thì bỏ nhiều hơn, thì nói chung ra thì gừng mình bỏ thôi. Mình sẽ xào gừng trước này cả nhà, cho gừng nó sang lại. Rồi cho nó cả nhà.
các bé, các bé nhỏ ăn rất là tuyệt vời luôn ha nha. Thì càng theo gần nữa thì ăn xong sẽ tốt và ấm bụng cho cơ thể nha. Rồi sau khi gừng chúng ta đã muốn xăng rồi cả nhà, thì chúng ta cho cặp heo vào nha cả nhà. Đây, cho heo vào luôn. Cái nhà nhớ lưu ý là đừng nên chín quá nha, xào cái này á, đừng nên chín quá nha cả nhà, vừa tới nha cả nhà. Rồi chúng ta sẽ cho nguyên liệu vào nha cả nhà, hai muỗng đường, một muỗng ngọt và muỗng cà non ha cả nhà. Chúng ta cho vào thẳng vào luôn. Và một muỗng dầu hào. Chúng ta xào đều ra. Cái món này rất là dễ làm cả nhà. Mình sẽ bật cái bếp lên cho cao một tí. Cao lửa cho nó. Quá là hấp dẫn luôn cả nhà. Thì xào cái này trong vòng khoảng từ 10 phút là có ăn cả nhà. Cả nhà lưu ý nha. Wow, quá thơm luôn cả nhà ơi. Quá tuyệt vời luôn. Lưu ý là chúng ta không nên đổ nước nha, vì nước á làm mất đi cái chất của cà phê cả nhà. Quá thơm luôn. Mình sẽ quay gần cho cả nhà xem cả nhà. Quá thơm luôn cả nhà ơi. Wow. Quá tuyệt vời cả nhà, quá thơm luôn. Cái món này rất là dễ làm luôn cả nhà. Rồi, sau khi thời gian chờ đợi thì chúng ta sẽ chín ở cả nhà ơi. Chúng ta sẽ vớt ra dĩa và tắt bếp ra cả nhà. Đây, quá thơm luôn cả nhà ơi, quá là tuyệt vời luôn. Thì với món ăn này thích hợp với những hộ gia đình có trẻ em nhỏ nè, ăn khỏi sợ mất xương ha cả nhà. Đó, thì cái món này thì rất là tuyệt vời luôn. Mình nghĩ là ai cũng biết làm hết. Thì mình sẽ dọn ra dĩa để mời đại đình cùng thưởng thức của mình nhé. Rồi, xin mời. Mình đã làm xong rồi cả nhà. Mình đã cho ra vỉa. Rất là tuyệt vời luôn, rất là thơm luôn. Thì cái món ăn này á, thì thích hợp cho những người lớn tuổi nè. Nó rất là ăn rất là chắc, có chất dinh dưỡng luôn cả nhà. Và các trẻ em luôn. Đó. Cái món ăn này rất là dễ làm. Thì mình nghĩ là các bạn á, gia đình của anh chị xem clip này á, thì cũng làm theo cùng mình nha cả nhà. Rất là tuyệt vời luôn, cái món này rất là đơn giản luôn. Nghĩa là ai cũng biết làm hết nha cả nhà. Wow, nhìn khá là hấp dẫn luôn cả nhà. Thì ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ món này
đến Đại Đình cũng biết luôn. Thì cái món ăn là cặp xào với gia vị và kèm theo với gừng nha cả nhà. Thì nó thấy không, giờ một miếng cặp cất rất là ngon luôn. Cái nhà thấy không, rất là ngon, rất là tuyệt vời luôn cả nhà. Đó, thì ngày hôm nay thì mình làm cái món này á đúng ngay cái ngày chay, ngay cái ngày mình ăn chay cả nhà, cho nên mình không ăn cùng đại đình được. Thì mình làm món ăn này để cho con mình ăn đó. Thì clip á, clip ở đây thì mình xin kết thúc tại đây luôn cả nhà. Thì cả nhà thấy clip mình hay bổ ích thì đừng quên bấm nút đăng ký kênh, like, share, subscribe và để chia sẻ đến mọi người cùng biết cả nhà. Thì cuối lời muốn nói khi mình chúc đại gia đình lúc nào cũng luôn bình an trong cuộc sống và tràn đầy hạnh phúc nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Bye bye.